Chào các bạn, với những chiếc xe hơi điều hòa yếu hay là không có cửa gió điều hòa phía sau thì những người đang ngồi ghế sau ấy thông thường là sẽ bị cái tình trạng là nóng hơn so với người ngồi trước. Có khi là những người ngồi lái như thế này đã lạnh rồi, nhưng mà phía sau thì có khi là vẫn còn đang cảm thấy là hơi bị nóng bức. Và để giải quyết vấn đề này, chúng ta hãy tìm hiểu đến một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Baseus, một cái quạt hỗ trợ làm mát và nó sẽ giúp ích như thế nào cho những người ngồi sau. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu luôn bây giờ. Vâng và đương nhiên thì chúng ta sẽ phải tiến hành mà hộp để xem cái thiết kế Sau đó thì mình sẽ lắp đặt và trải nghiệm thử xem liệu nó có thực sự giúp ích cho người ngồi sau mát hơn so với việc mà không có cái quạt này không Vâng và trước khi mở hộp sản phẩm này thì các bạn nhìn qua phía bên ngoài một chút nhá Thì ở phía bên trên này các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có cái logo Bayer này ở phía bên phải này thì chúng ta sẽ có tên của sản phẩm thôi và ở phía dưới này một chút thì các bạn sẽ thấy là sẽ có cái chú thích ở đây thì chúng ta sẽ có ba cái mức quạt làm mát cùng với một cái sợi cáp dài 1,5m đấy rất là tiện dụng và ở phía dưới này các bạn sẽ thấy là nó sẽ đánh dấu cái phần cài vào cái cổ ở ghế trước ghế lái hoặc là ghế phụ đều được nhá rồi và đằng sau đây đây là cái hình ảnh của cái sản phẩm sau khi mà đã lắp đặt lên này. Tất nhiên thì tí nữa mình sẽ thực nghiệm cho các bạn sẽ có một cái nhìn chi tiết hơn là hình ảnh. ở phía dưới này thì nó sẽ có những cái thông tin về sản phẩm thôi. cái này thì nói chung là cũng không quan trọng lắm đâu. mình sẽ mở ra cái hộp này ra để cho các bạn xem chi tiết nhá. và và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái, rồi cái sách hướng dẫn này không quan trọng vẫn xong ở bên. Thì ở cái quạt này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái kích thước nói chung là nó cũng không to lắm đâu, nó kích thước vào khoảng tầm 15 cm. Và ở đây thì chúng ta sẽ có 13 cái cánh quạt, các bạn chú ý nhé 13 cái cánh chứ không phải là 3, 4, 5 cái đâu. Và cái phần lồng này này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái khe rất là nhỏ. Cái này thì để phòng trong trường hợp là ví dụ như là trẻ em chẳng hạn thò tay vào thì chắc chắn là không thò được rồi. Đây các bạn nhìn thấy mình thò cái con tay út vào cũng không thể thò được nhá. Ở cái phần to nhất luôn và ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái nút nguồn này ở phía đằng sau thì ở đây các bạn sẽ có cái phần cài đây là cái phần mà chúng ta sẽ cài vào cái cổ ở ghế trước này và chúng ta sẽ có sợi dây sợi dây này thì dài một mét rưỡi các bạn sẽ cắm tới những cái cổng usb ở gần với cái ghế nhất để chúng ta lấy điện thì mới có thể làm mát được và ở phía dưới này thì các bạn sẽ có thêm hai cái mút nữa cái này thì để trong các cái trường hợp nghĩa là các bạn không cài lên trên ô tô và các bạn để ở phòng làm việc chẳng hạn thì các bạn có thể để như này chúng ta sẽ tựa đấy chúng ta sẽ tựa và làm mát như thế này cũng được vì nó sử dụng điện mà rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến hành trải nghiệm thực tế nhá mình sẽ lắp đặt lên để xem nó như thế nào vâng và bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm nhá thì đây các bạn sẽ thấy là khi mà sử dụng đấy thì mình sẽ phải mở cái phần chốt này ra này thì các bạn có thể lắp đặt cổ bên này hay là cổ bên này hay là kể cả ngược lên như thế này cũng được không có vấn đề gì cả nhá thì ở đây với cái chiều cao của mình thì mình sẽ nắp ngược như thế này. Và thực ra thì mình nhìn thế này thì trông nó cũng thẩm mỹ hơn đúng không? Thì ở đây là cái phần cổ này chúng ta sẽ cài vào cái phần chỗ này. Đây mình sẽ thử nghiệm luôn. Vâng để tháo cái này ra thì rất là đơn giản nhé. Các bạn sẽ đặt tay lên đây này. Chúng ta sẽ kéo trượt lên. Đấy. Và sau đó thì mình sẽ đưa vào cái phần cổ này và mình đẩy lại. Đấy khi nào nó khớp chặt nhất thì thôi. Ok chưa? Rồi. Sau khi có quạt như thế này rồi. Đây các bạn sẽ có thể bóp thật chặt vào để cho nó giữ chặt nhé và chúng ta sẽ chỉ cần cắm điện vào thôi mình sẽ thử để xem xem cái nhiệt độ của nó như thế nào với cái sợi dây một mét rưỡi như thế này thì mình có thể cắm đến cái cổng bệ tì tay của chúng ta rất là tốt vâng và bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm nhá mình để thử xem cái nấc đầu tiên thì nó sẽ là như thế nào ở đây thì chúng ta đã có nấc đầu tiên rồi theo như mình cảm nhận ở cái mức quạt gió này thì khá là êm này và nếu như mà xe của chúng ta có điều hòa rồi nhưng mà nó không có cái cửa gió điều hòa phía sau ấy thì với một cái mức như thế này là vừa đủ để cho người ngồi sau có thể tạo ra một cái cảm giác mát mát dễ chịu nếu như mà bạn nào mà cảm thấy là chưa đủ thì các bạn có thể nâng lên nhưng mà khi mà chúng ta nâng cái tốc độ quạt gió lên ấy, thì nó sẽ đồng nghĩa với cái việc là cái tiếng ồn của nó cao hơn ở cái mức này thì tiếng ồn rất là nhỏ đây mình sẽ nâng lên khi mà nâng lên cái mức thứ hai ấy, thì cái tiếng ồn nó đã khá lớn rồi đấy và ở mức thứ ba này thì ở mức thứ ba này thì chúng ta sẽ có một cái sức quạt phải nói là rất là tốt. À, mình đang mở cửa để quay phim. Và điều hòa thì hầu như là không có tác dụng nhưng mà khi mà bật quạt lên như thế này thì riêng cái quạt này thôi thì mình đã cảm giác là mát rồi. Thế nhưng mà khi mà mình bật lên cái nấc thứ ba này thì cái tiếng rít của quạt ấy nó hơi nhiều. Đấy, thì lúc đấy chúng ta khi mà đi xe trên đường thì cảm giác nó sẽ hơi ồn. Nói chung là đánh đổi thôi. Còn mình nếu mà sử dụng ấy thì mình sẽ chọn là cái mức 1, một cái mức rất là nhẹ nhàng gần gần như là chúng ta sẽ không cảm nhận được cái tiếng ồn và nó cũng đủ làm mát. Vâng như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn một cái quạt làm mát đến từ thương hiệu Baisus và cái quạt này thì nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho những người ngồi hàng ghế sau, đặc biệt là những chiếc xe hơi có điều hòa yếu hay là không có cửa gió điều hòa phía sau. Khi đó thì những người ngồi sau nếu sử dụng cái quạt làm mát này thì sẽ cảm giác mát hơn rất nhiều. Rồi và nếu như các bạn thấy cái sản phẩm này hữu ích với mình thì các bạn có thể đặt mua một chiếc nhé. Thì mình để cái đường link ở phía dưới phần mô tả của video này thì các bạn click vào đó thì sẽ mua được cái sản phẩm với cái mức giá là cạnh tranh nhất hiện nay. Còn nếu như các bạn có câu hỏi nào về sản phẩm thì các bạn cứ comment ở dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Rồi, và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.